chưa ăn đâu. May quá, hôm nay em sẽ có chổi hơn. Lúa thét ư? Nghe bằng tai chứ không phải bằng tim. Em bị ám ảnh về lúa thét mất rồi. Và đã, chỉ có chổi hơn của em trong tủ lạnh ư? Vâng, chỉ có tôi đặt hàng chổi hơn trong tủ lạnh. Chỉ có thể biến tủ lạnh thành tủ đựng đồ bằng vật dụng cơ bản. Đây là bản đồ và mẫu đơn đặt hàng. Chỉ cách nhìn giấy tờ lắm nên đừng làm mất đấy. Việc quá, không kịp đâu. Tôi làm chổi đã rất khó chịu. Hãy giữ kỷ niệm tôi muốn cầm đến chổi hơn về. Em cảm thấy rất biết thư sự. Có thể, nhưng em vẫn rất tham buồn người làm chứng. Cả Oscar thì không phải người biết thư sự đâu. Em biết chỉ thẳng thắn. Nhưng em rất hào hứng với việc này. Và em nhìn vì ta hiểu nhau. Thôi, đi đi. Tôi hơi đau lắm. Có vẻ thật làm chổi là lấy rất khó tính. Đã có tới đây rồi. Tôi là người làm chứng của cậu. Thank you.
Maybe she'll say, "Pepper, I also..."
Hey, Evelyn Cinema, how would you make milk more fun without the taxi? That's not fun.
cereal gets a cinnamony coating inside, everyone's a